Dung làm gì ra có dung được. Bạn này bạn thử ấy xem là Dương này kêu podcast đây. Không kêu không kêu, chắc lắm. Chắc lắm bạn ạ. Chỉ kêu, có... kêu bạn oánh sơ cả giường đấy thì chả kêu khiếp. Anh cứ phải sơ cả giường. Đây này. Điểm cũng là để massage luôn. Đấy, chắc chắn chưa? Không dùng rác đâu ạ. À. Em thiết kế kinh lắm. Trời. Em thiết kế hơi bị đẳng cấp đấy. Em bố em phải thiết kế giường mà lost cấp luôn. Đệm dày mọi người không? Đệm dày thật. Này. Ok. Này. Em luôn. Để massage luôn. Đệm cao su luôn. Có nhảy thở ngân mặt mái cũng không sợ hiểu không? Em luôn. Đấy. Chứ không phải đơn giản. Ở đây vợ vào đây này. Em quên. À? Vợ ơi. Cháu ơi, trong điện một tí có phone hay. À? Phone mới hay hết pin, phone mới ba nhá. Ok. Một tí. Ừ. Hả? Lệch. Đâu? Nghe cái này nó phải ở ngoài. Này bố, tôi bảo người ta làm thế đấy. Ok. Ở đâu ông Hà bảo? Bố tôi bảo. Tôi bảo người ta làm kỳ tường. Nhưng mà to. Ở ngoài thì làm gì? Chỗ mình nó chỉ là để đồ trang trí của nó. Ừ. Nó phải ngoài như thế này, đập đầu tường. Bây thế. Giờ nếu mà như thế thì thì phải kịch về đây đúng không? Nhưng mà lại hướng cái cửa sổ. Thì đúng rồi. Bị nhầm đầu. Chắc bị nhầm đầu. Gắn được mà. Cái này người ta sửa được mà. Đâu vợ tôi đâu rồi? Vẫn chưa vào à? Cục mụn cute đây này. Mấy con giữa mà luôn. Đây rồi. Alo, chồng đang làm gì? Chồng đang review Zoom. mọi người nói là giường good không? Giường full good luôn đúng không? Này to. Không bao giờ kêu luôn hiểu không? Không hề kêu luôn mà bây giờ còn đang nghĩ tại sao mọi người nói vợ có ra nhà chồng vợ không làm gì hả? Tại sao mọi người phí không khóc nha? Tại sao khóc? Ai mà biết được. Không biết. Đây này, mọi người biết không? Mỗi một phòng là có một cục wifi. Đây. Mỗi phòng một cục wifi thôi. Đây một cục nha. Này. Đệm này cũng đệm luôn. Đây này, hồi đợt trước này về là em làm đệm này này, vợ em ngủ phòng em ngủ phòng này. Đấy, đi một phòng. Đây. Phòng này thì một cục wifi này. Đây. Mạng căng đét không sợ làng. Vợ nhá. Ừ. Tóc đẹp không? Không. Cạo chọc nhá.
Mọi người nhìn nó. Mọi người nhìn nó yêu chồng này toxic vợ. Thế là tại sao toxic vợ? Yêu chồng toxic này, vợ ơi. Mọi người nhìn thì yêu chồng chồng không yêu mọi người. Này. Mọi người yêu chồng không yêu vợ. Mọi người yêu pha ke không yêu riu. Đúng. Hiểu không? Yêu riu tại sao toxic vợ? Này, vợ chồng xem. Đúng không? Vợ chồng thích á? Thích là toxic. Mọi người thích toxic. Thế thì không còn gì để nói nữa rồi. Thế thì chịu. Và giờ anh muốn đeo lên tay em chiếc nhẫn anh đi mua hôm. Cháu ơi, mọi ơi. Mọi người nói đặt mấy vì cái gì nhỉ? Nè, mọi người sợ. Vợ nói, cháu ơi, block nhé. xem. Toxic mình thì cả hai vợ chồng mình block. Mà toxic vợ thì cũng cả hai vợ chồng block. Nên là mọi người cứ yên tâm là như vậy nhé. Đúng không vợ? Yêu pha ke thì block good. À đúng. Quá đúng. Quá đúng. Sợ đi. Châu ơi. Châu, mọi người nói. Châu... cái gì nhỉ? Vợ đăng game. Trong nói vợ ở đâu? Đây một tí vợ. Cảm ơn chị Pam. Mèo này. Kê chân này. Cảm ơn chị Pam. Không, kê chân này lên thì nó lại gặp thế này đúng không? Thì phải kê đầu kia. Mà bác sĩ Ấn Độ Việt nè. Phải kê ở đó. Đây. Thì nó mới bửa cái này xuống. Thôi kệ bố nó đi. À không cũng cậu. Aku masih mengingatmu ya, wasaja ya. Vợ ơi. Dạ. Đi ngủ nha. Dạ. Ừ, muộn rồi, đi ngủ không? Không nha, vợ sạp pin. Vợ mệt, đi ngủ nha. Không, để một tí. Một tí. 5 phút. Trong đầu mắt à? Đi ngủ đi vợ mệt. Chồng đi ngủ. Good không? Good. Ui giời. Very good luôn. Nha. Chồng ăn cơm chưa? Chồng ăn rồi. Đợi một tí. Một tí. Vợ đang nói chồng. Nói cái gì đấy? Nói vợ đau tim. Tại sao đau tim? Có group. Hả? Không, vợ nói con nha. Ừ. Để một tí. Ê, cháu ơi, có mọi người tại sao? Tại sao Phi nói đặt ơi, dia là kỵ gue. Dia là kỵ gue. Aku ya kalau kita saling apa namanya? Berbicara secara biar kita kan melindungi hati masing-masing. Jadi kita saling sama-sama menguatkan. Gitu teman-teman. Jadi kalau seumpamanya nanti banyak yang di blok, aku pun juga banyak yang di blok. Này, ngày mai của cô có làm việc. Mốt à chồng? Mốt. Chồng làm việc ở đây. Vợ. Chồng có làm việc ở dưới nhà. Có hát mic ở dưới nhà. Dạ. Ừ. Chồng đi cần gì? Chồng ăn không? Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Phở đau bụng. Đau bụng à? Ừ. Tại sao đau bụng? Hôm nay phở có game mà chồng. Có game này. Mọi người bầu kê. Bầu kê vợ. Ừ.
Vợ chết nhiều à chồng? Á, à, vợ chết nhiều á? Chồng có à, chồng nói chị Tu Phương có game Indonesia. Thu Phương game good không? Không good, chồng nhìn Thu Phương là không good. Chồng có đồng lật nhá. Hả? Chồng có download xem. Tại sao không download game xem Việt Nam? Vợ không biết. Đây Go Việt Nam. Khó, có Indonesia. Go Việt Nam chồng download. Chồng có Indonesia trong game Indonesia. Chồng không biết game Indonesia. Chồng nói chị vợ tôi vừa xem. Chồng không biết chơi. Chồng không biết, chồng không nhìn, chồng nhìn không biết là cái gì. Nè, phơ đi học chồng à, chồng ơi, up nhá. Để một tí, phơ cọ nói chồng. Ê, chồng đi ngủ ở đâu? Ở đấy. Ồ, không đi về Ocean Park à? Không. Ồ. Ok. Bye bye chồng nha. Ok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.